Đây là một điều mà khá là tò mò với cô Thủy Hạnh. Thực ra thì đến bây giờ đã sinh hai đứa rồi thì cô Thủy Hạnh sợ nhất là thời gian ở cữ. 3 tháng 10 ngày liền phải kiêng đủ thứ, kiêng ăn, kiêng uống, kiêng tắm, kiêng giặt, kiêng đi, kiêng lại. Không kiêng hơi, không kiêng một tí là sẽ bị đủ các thành phần mắng cho, nói cho. Nhưng hôm vừa rồi thì khi mà vuông với một cô bé học trò cũ, bạn ấy lấy chồng trong Đài Loan và bạn ấy đang sống ở Đài Loan, bạn ấy vừa sinh con xong, thì cô mới phát hiện ra là ở Đài Loan bây giờ cũng như ở các thành phố lớn của Trung Quốc bây giờ có một cái thói quen rất là hay. Đấy chính là sau khi sinh con ở bệnh viện xong thì các sản phụ này sẽ không về nhà mà họ sẽ đến yue zi trung xin. Họ đến ngay yue zi trung xin. Ở cứ tiếng Hán sẽ gọi là zuo yue zi, zuo yue zi. Còn vậy là yue zi trung xin mình sẽ tạm dịch là trung tâm dành cho những người ở cữ. Khi mà đến trung tâm này thì rất là sung sướng, người ta sẽ có những cái y tá hộ lý chăm sóc em bé riêng rất là đặc biệt để cho mẹ an tâm nghỉ ngơi tuyệt đối. Và cũng có chế độ ăn đặc biệt cho người vừa sinh con. Có người hướng dẫn là giảm cân, lấy lại vóc dáng. Có người chăm sóc da. Có những cái lớp tổ chức để mà có thể chăm sóc bản thân mình tốt sau khi sinh. Có những cái lớp mà tổ chức để cho hướng dẫn mẹ chăm sóc em bé cho từng giai đoạn như thế nào. Tóm lại là được phục vụ từ A đến Z. Người nhà không phải làm gì, mẹ cũng không phải làm gì cả. Chỉ có yên tâm để mà ở cữ thôi. Cái điều này thì nó khá là mắc. Những cái trung tâm này khá là mắc. Thế nên thông thường thì cô thấy bảo chỉ có ở khoảng 30 ngày thôi. Thời gian ở cữ của Trung Quốc bây giờ thì nó cũng khác với Việt Nam mình. Việt Nam mình thường thì bây giờ vẫn phải kêu là đủ 3 tháng 10 ngày mới gọi là hết cữ, mới làm lễ các thứ xong mới là gọi là hết cữ. Nhưng ở Trung Quốc bây giờ thì thường các bạn trẻ các bạn ấy cũng không thể không có cái ở cữ đến 3 tháng 10 ngày ở đâu, chỉ 1 tháng hoặc 2 tháng thôi. Như học sinh của cô bây giờ có rất nhiều bạn nhá, sinh xong 1 tháng cái đã là đưa con đi du lịch vi vu khắp nơi nơi rồi. Bây giờ thì điều kiện kinh tế tốt hơn, chăm sóc tốt hơn, y tế tốt hơn nên cô thiết nghĩ là cũng chả cần phải là bao nhiêu lâu cả. Cứ khi nào mình cảm thấy là mình phục hồi sức khỏe bình thường sau sinh thì mình có thể tính là hết thời gian ở cữ.